Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi nhật ký COVID-19 tối ngày 30 tháng 7. Cùng với việc siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều địa phương cũng đồng thời đẩy nhanh tốc độ của chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử. Tuy số ca mắc trong ngày vẫn còn ở mức khá cao, nhưng mỗi ngày số người hồi phục cũng càng nhiều. Đây có thể xem là tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước ta. Và trong ngày hôm nay, tình hình dịch trên cả nước có thêm diễn biến gì mới? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tức tổng hợp ngay sau đây. Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và các phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định dịch đang ở giai đoạn tấn công. Đối với các tỉnh thành phố khu vực phía Nam, thực hiện giãn cách xã hội chỉ làm phẳng hóa đường cong của lây nhiễm. Bộ trưởng đặc biệt đề nghị các thành phố khu vực phía Nam cần hết sức lưu ý tình trạng trở nặng của người bệnh sẽ diễn ra ở giai đoạn này. Một bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, quy mô 500 đến 700 giường đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, hơn 400 công nhân đang làm việc 24/24 giờ. Theo dự kiến, ngày 25 tháng 8, bệnh viện sẽ hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Bắt đầu từ 18 giờ ngày mai 31 tháng 7, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị 16 của chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa giãn cách và cách ly trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định. Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2,9 triệu liều vaccine AstraZeneca đợt 15 và 16. Đây là nguồn vaccine do công ty VNVC nhập khẩu từ cơ chế COVAX Facility. Theo đó, khu vực miền Nam được phân bổ nhiều nhất với gần 1,1 triệu liều. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh nhận được số lượng vaccine lớn nhất là 270.000 liều. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng gia tăng, kéo theo số lượng đối tượng tiếp xúc gần là F1 cũng tăng theo, gây ra áp lực lớn cho các địa phương trong việc tổ chức cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 hay còn gọi là F1 để cách ly tại nhà. Mời quý vị và các bạn cùng xem việc giám sát F1 bằng công nghệ được thực hiện ra sao. Đăng nhập ứng dụng Vietnam Health Declaration, khai báo thông tin cá nhân, nhận diện khuôn mặt và đăng ký vị trí cách ly. Đây là những yêu cầu bắt buộc của quy trình cách ly tại nhà đối với F1. Hàng ngày vào 3 khung giờ, 8 đến 12 giờ, 14 đến 16 giờ, 18 đến 20 giờ, họ sẽ thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng. Hệ thống sẽ nhận diện xem có đúng là khuôn mặt, vị trí đã đăng ký ban đầu hay không. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ thông báo ngay tới cơ quan y tế và có hình thức xử lý theo quy định. Khi có mặt thì sẽ có không gian xung quanh gắn theo định vị của cái việc mà đó là cái địa điểm của người ta rồi. Thì như vậy sẽ giúp cho cái việc quản lý cách nhau hiệu quả, tránh cái việc chúng ta bị mất kiểm soát. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 37.000 trường hợp cách ly tại nhà, trong đó hơn 2.000 người là F1. Việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ theo dõi cách ly sẽ phần nào chia sẻ áp lực với các khu cách ly tập trung. Phần mềm được triển khai thí điểm tại ít nhất một phường, xã thuộc thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Để triển khai cái việc ứng dụng công nghệ cho việc cách ly tại nhà, thì chúng tôi đã triển khai cái việc tập huấn cho các cán bộ y tế phường xã để mà triển khai cái này. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã tập huấn cho cái đội ngũ tổng đài viên 1022 để sẵn sàng họ giải đáp mọi cái thông tin thắc mắc của người dân. Theo đơn vị phát triển ứng dụng, dữ liệu khai báo y tế của người cách ly sẽ do Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia là đơn vị quản lý. Việc truy xuất vị trí đối tượng, xem họ di chuyển tới đâu, qua những vùng nào sẽ chỉ được thực hiện khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trước mắt thì là Viettel sẽ phối hợp với cả Sở Y tế Hồ Chí Minh triển khai, nhưng mà sau đây thì nó sẽ là triển khai toàn quốc khi mà Bộ Y tế chính thức công nhận cái việc mà F1 có thể được, F1 hoặc F0 được cách ly tại nhà. Cái đơn vị phát triển ứng dụng thì là mình đảm bảo là triển khai tại một điểm hay là triển khai tại 24 quận huyện thì đều có thể là chạy được như nhau thôi. Qua phần mềm, cán bộ y tế giám sát có thể yêu cầu khai báo đột xuất nhằm theo dõi việc tuân thủ quy định của người được cách ly. Tuy nhiên, hệ thống chỉ là một công cụ hỗ trợ quá trình cách ly tại nhà, do đó rất cần ý thức tuân thủ, sự hợp tác của bản thân và gia đình người được cách ly. Vâng, dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đang phải giãn cách xã hội. Nhằm đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch, một số bạn trẻ đã chọn tổ chức đám cưới theo cách rất khác. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem đám cưới của một đôi bạn trẻ thời gian giãn cách được diễn ra như thế nào. Với mỗi cô gái, ngày cưới dường như là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời.
với cô dâu Bảo Ngọc hôm nay cũng vô cùng đặc biệt. Không có xe hoa hay lễ rước dâu với đông đủ quan viên hai họ, cũng không trang điểm cầu kỳ hay khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy như bao cô dâu khác. Bảo Ngọc tự trang điểm và mặc một chiếc váy trắng. Đôi bạn trẻ tự chuẩn bị những nghi thức đơn giản nhất để làm đám cưới thời giãn cách. Tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc cái váy cưới thật lộng lẫy. Nhưng mà vì không được tổ chức bình thường như bao cô gái khác, nên tôi cũng có chung một chút tâm tư, không được cắt bánh, được rót rượu và chung vui với mọi người. Nhưng tôi thấy là như thế là cũng khá là hài lòng. Vì dù sao thì tất cả mọi thứ đó chỉ là thủ tục, quan trọng rằng là vợ chúng tôi về sau sống sẽ hạnh phúc. Trước đó, gia đình hai bên đã gặp gỡ, bàn bạc tỉ mỉ về kế hoạch tổ chức đám cưới thật đầy đủ nghi lễ. Thiệp cưới cũng đã được chuẩn bị phát đi. Nhưng dịch bệnh bùng phát, bố mẹ ở quê không thể lên chung vui, cả xã hội giãn cách. Vì vậy, đôi bạn trẻ quyết định tối giản mọi nghi lễ. Bởi quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và hạnh phúc. Không có sự góp mặt của bố mẹ và bạn bè, thì hai vợ chồng tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng mà sau khi tổ chức xong thì hướng tới cuộc sống hai vợ chồng hạnh phúc, thì hai vợ chồng đều thấy cố gắng cùng nhau phấn đấu. Sau khi làm lễ, thắp hương báo cáo trước bàn gia tiên, đôi vợ chồng trẻ gọi điện báo cáo với bố mẹ và họ hàng ở quê cũng như đồng nghiệp trong công ty. Cảm ơn anh Định nha. Em cảm ơn anh ạ. Dù chỉ có hai vợ chồng, dù chỉ được chúc phúc online, nhưng đám cưới vẫn đong đầy cảm xúc bởi những tình cảm ấm áp, chân thành của người thân, bạn bè dành cho cô dâu chú rể. Một gia đình nhỏ được xây dựng trong mùa Covid như thế, và đám cưới online thời giãn cách cũng sẽ là một kỷ niệm mà hai vợ chồng không thể quên được trong cuộc đời. Và như thường lệ, phần cuối của bản tin ngày hôm nay là tiểu mục hỏi đáp vaccine. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, vaccine A, tôi có bị dị ứng, phản vệ. Vậy tôi có thể chuyển sang tiêm loại vaccine phòng COVID-19 khác không? Nếu được, tôi sẽ tiêm lại từ đầu hay tiêm tiếp? Nếu bạn chỉ bị dị ứng dạng nổi máy đay và hết ngay sau khi dùng các thuốc dị ứng thông thường, bạn có thể tiêm liều 2 được, nhưng cần tiêm dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế về dị ứng miễn dịch. Nếu bạn bị dị ứng ở mức phản vệ từ độ 2, thì bạn bị chống chỉ định vĩnh viễn với loại vaccine đó. Hiện tại, Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vaccine khác thay thế cho các trường hợp này. Bạn cần chờ cho tới khi có cập nhật về chỉ định. Tôi bị viêm gan B và đang phải dùng thuốc hàng ngày. Tôi có tiêm vaccine COVID được không? Được, hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào nói vaccine COVID ảnh hưởng tới việc điều trị viêm gan B. Cũng như các vaccine khác, vaccine COVID-19 an toàn với người đang điều trị viêm gan B. Hiện nhiều lãnh đạo địa phương đang đưa ra yêu cầu việc giãn cách xã hội phải được thực hiện như mệnh lệnh thời chiến. Bởi chỉ cần một nơi nào đó lơ là thì cả địa phương sẽ phải làm lại từ đầu. Vì vậy, rất mong mọi người ở những địa phương đang giãn cách xã hội hãy chấp hành nghiêm mọi quy định chống dịch. Tuân thủ nghiêm sẽ giúp chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường.